tô nấm nhá các bạn nhá. Đây là nhà nấm nhá. Đây. Đó này, đây là nhà nấm của mình nhá các bạn nhá. Video của mình vẽ nhà nấm và tô nhà nấm đến đây là xong nhé. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Đó, mình đang tô nhé các bạn nhé. Đó. Đây là nhà nấm nhé. Đó, gọi là nhà nấm nhé.